Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tại Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và các đơn vị chức năng cũng đang lên kế hoạch triển khai, nhanh chóng đưa gói hỗ trợ đến với người dân trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Nghị quyết 68 về các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã tập hợp danh sách các nhóm đối tượng trong diện được hỗ trợ và rà soát bổ sung, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng. Nghị quyết của Chính phủ đưa ra là 1,5 triệu trên lần. Cho nên là chúng tôi trước mắt thực hiện tối thiểu theo cái Chính phủ. Còn lại tiếp tục, đây gọi là lần, thì sẽ có lần 1, lần 2. Thì cái này tùy theo tình hình ngân sách của địa phương. Để khi mà nếu từ đây đến cuối năm, tình hình nó phức tạp thế nào hoặc là thuận lợi thế nào thì chúng tôi sẽ có cái hướng trình sau. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cũng đã có văn bản trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua các đối tượng đặc thù khác trên địa bàn thành phố nằm ngoài Nghị quyết 68 để có biện pháp hỗ trợ kịp thời vượt qua thời điểm khó khăn do dịch COVID-19. Ngoài những đối tượng Chính phủ quy định đối với người lao động, thì chúng tôi đề xuất một số các đối tượng đặc thù, ví dụ như là nghèo, cận nghèo, rồi người có công khó khăn, được trợ cấp thường xuyên đối với đặc thù của thành phố, rồi đối tượng hỗ trợ xã hội khó khăn nêu đơn. Thì cái đó là trong cái nghị quyết Chính phủ không có, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ đề xuất đi bơ. Ngoài ra thì các cái lao động trong các lĩnh vực, nhất là giáo viên, nhân viên cái mầm non và nhóm trẻ gia đình ở ngoài công lập, và đối tượng ở ngành mảng du lịch, nhất là cái lưu trú và cái vận tải du lịch. Bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố cũng sẽ tối giản các thủ tục để người dân sớm tiếp cận gói hỗ trợ, đặc biệt là với nhóm lao động tự do. Tiết kiệm một tối đa về thời gian về ngân hàng chính sách xã hội từ hơn một tháng, tức là 1 tháng 10 ngày, khoảng thời gian tối đa nay chỉ còn tối đa là 7 ngày, hay là cái việc tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí tử tuất từ 25 ngày nay còn chỉ còn 5 ngày, từ 3 thành phần hồ sơ nay còn duy nhất có 1, thủ tục không bắt buộc, hồ sơ không bắt buộc. Rút kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo nghị quyết 42, với nghị quyết 68, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố sẽ bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và linh hoạt triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương để hạn chế đến mức thấp nhất độ trễ của chính sách, hỗ trợ người dân tiếp cận với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trong thời gian sớm nhất.